chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Tô Vẽ Tranh của mình nhé. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bức tranh, đấy là một chú hà mã rất là xinh xắn các bạn ạ. Đây, mình đã chuẩn bị tranh sẵn rồi, chúng mình cùng tô nhé. Mây mình sẽ tô màu xanh nhé các bạn. Ông mặt trời có một ít, hôm nay mình tô màu đỏ nha các bạn. Và hối hận vì đã không tham gia. Và video tô màu cho cái nó phải đánh một câu mà. Ừ. Thì như thế này em tạo tại sao là nó được ý vào tiếp theo về phiền chú hà mã này mình phải chọn màu sáng rất là ưu các bạn ạ. Nó phải ở trong hoàn cảnh đấy nó sẽ được hiểu không? Like và subscribe. Em thường đoạn này chỉ. Ừ, em chỉ để một câu nên là bảo là em chuẩn chỉnh từ đầu là đoạn nào không mắc thì là không mắc theo. Kiểu có chưa hết ý là ngại sai vì ý khác nó tạo thành. Nên em lúc nãy em xem giờ người ta nói bảo là cứ hết ý là không đọc đi em. Sáng đậm đó các bạn, nhưng mà nếu mà mình tô màu sáng đậm lên nó sẽ không đẹp, mình tô sáng nhạt thôi. Đuôi nữa các bạn. Tiếp theo phần móng chân các bạn, mình tô màu đen nhé. Đầu lúc cái đầu tiên mình đã chỉnh như này đi thôi. Tất cả những cái sau như thế thôi. Chứ bây giờ bảo thế nào, kéo lại thì đấy ai chẳng kéo. Tiếp theo cái phần đây là lá cây nhé các bạn, tô màu xanh đậm. Các bạn tạo chiều sâu của cái biển này nhá. Mình tô ở đây bán tài là ở phần của chú hà mã này các bạn, mình sẽ tô màu nâu nhé. Các bạn thể dùng màu sáng tô lại những cái phần mà mình đang thấy nó còn trắng nữa, tô kín như vậy nó sẽ đẹp hơn. Con ít thôi chứ kiểu nhiều.
của thuốc La Mã này mình sẽ chọn màu vàng nhé các bạn. Và mình đã tô xong phần chú La Mã đang đi trên bờ rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.